Nhận Zalo hôn bạn diễn Bạch Lộc trong Nhất Sinh Nhất Thế sau bao năm ăn chay trên màn ảnh. Nhậm Gia Luân luôn được khán giả ví là nam thần như thân như ngọc bởi các phim trước đây anh tham gia luôn khiến khán giả phải tiếc hùi hụi khi chưa lần nào có được một nụ hôn nghiêm túc với bạn diễn nữ. Khi thì mượn góc quay để giả vờ hôn với Dương Tử, khi chỉ dám hôn trán đầm tù vận ở Cẩm Mi Chi Hạ. Thế nhưng cuối cùng, fan hâm mộ cũng đã đợi được tới ngày nam diễn viên thật sự khóa môi với bạn diễn nữ. Người đó không ai khác chính là Bạch Lộc. Nụ hôn này của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân được leak ra từ bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Sinh Nhất Thế Gian Nam Lão của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức hình này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Không phải dễ dàng mà khán giả có thể chiêm ngưỡng được kỹ thuật khóa môi của nam diễn viên. Nhiều người hâm mộ còn chỉ ra sự giống nhau đến bất ngờ của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân. Điều này được hy vọng sẽ góp phần khiến cho sự tương tác giữa...